đánh chắc chết quá. Trời ơi. Nhưng mà anh nghĩ là cái gậy cũng phải cái gậy gì đó thôi, chứ không phải là đánh bị đau. Xin lỗi nha, đến cả bố tôi á, mọi người có biết cái gậy mà người ta dùng để đánh con ngựa không, để nó chạy á? Bố của tôi dùng cái đấy để đánh tôi đấy. Dạ. Thế đấy là bố tôi á. Đội chiến thắng ở vòng 1, nhà ta sẽ có lợi thế lựa chọn chủ đề ngẫu nhiên ở vòng này. Chúng ta sẽ có những quốc gia Hàn Quốc, Thái Lan, Ý, Mỹ và Nigeria. Nigeria luôn. Chơi, chơi đẹp luôn, chơi luôn. Đó. Một hồi người ta cũng sẽ trả lời là cái câu Hàn Quốc của mình. Ok. Đúng không? Okay. Chắc chắn là người ta sẽ trả lời. Và nếu như người ta trả lời không được, mình cướp, mình có lợi thế không? Đúng. Và bây giờ mình may mắn mình trả lời trước luôn rồi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Ở bộ lạc Ibo tại Nigeria, một chàng trai để lấy cô gái mà mình yêu thì phải như thế nào? A. Vác được một con bò 100kg. Trời ơi, dữ vậy. B. Bị đánh bằng gậy. Đói. C. Đi chân trần trên lửa than. Và câu cuối cùng, bắt được cô gái đó về nhà. Yeah. 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 Phân tích từng cái thôi. Bây giờ cái A là vác được một con bò 100kg. Cái điều này nó hơi khó. Bị đánh bằng gậy cũng không được. Tự nhiên đi làm chú rể cái bị đánh, đánh. Bị thương. Bị thương thì tật kỳ. Đi chân trần trên lửa. Em thấy đôi khi cũng phải thể hiện cái bản lĩnh người đàn ông ở trong đó. Câu D nha. Cái câu D, cái vấn đề mà bắt được cô gái đó trong đêm về nhà là cái hợp lý nhất. Nhưng mà tại vì á, ở Việt Nam có một số dân tộc có cái phong tục này. Đúng rồi. Bắt vợ. Yeah, em nghĩ là ở đâu đó một cái bộ lạc khác ở trên thế giới nó vẫn sẽ có giống như vậy. Kỳ quá. Nhưng Chu nghĩ sao? Nhưng thấy cái đế là kỳ quá. Kỳ quá. Vâng. Thế còn... Anh ơi, anh CJ mình à. Mình mở lòng mình ra đi. Đây, không biết. Chốt đáp án đi ạ. Tại vì câu D nó đã giống ở một cái dân tộc ở Việt Nam rồi. Chắc 5, câu B 4, đánh bằng gậy thôi. Em nghĩ câu C không? C không? 2 1 Hết giờ. Xin mời. 2 3. B. B. Là cuối cùng là B hay D? B D ta. Ok, B lại là 2 3. D. B. Ủa? Là thống nhất chưa? Là B hay D? B hay D? Cố tình kéo dài thời gian rõ ràng. 2 3. D. Câu D. Nó là chắc chắn nhưng mà tôi thấy cũng hơi rén lắm. Rén, rén, hơi rén. Và với việc lựa chọn câu D là một đáp án. Là một đáp án. Chưa chính xác. Yeah. Và câu cuối cùng, bắt được cô gái đó về nhà. Yeah. 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 Chưa chính xác. Yeah. Bây giờ CJ, cơ hội thuộc về đội mình. Ok, yeah. CJ xin phép nói nha. Okay. Đúng là CJ không biết thật. Đây không phải là vùng miền của CJ. CJ đến từ Tây Nam ở bên Nigeria. Yeah. Và đây, phong tục tập quán này nó ở là bên Đông Nam. CJ không có rành lắm. Nếu để CJ chọn thì CJ sẽ chọn câu A. Tại sao? Bởi vì thông thường khi mà một người đàn ông muốn cưới vợ thì gia đình người ta sẽ viết trong giấy một loạt thứ mà người chàng trai đó phải mang đến. Yeah. Trong đó sẽ luôn có bò, sẽ luôn có mấy cái con gì đó. Vì thế CJ mới đang nghĩ là khả năng sẽ là câu A. Còn cái văn hóa đi chân trên... Đi chân trần trên lửa than. Chưa bao giờ nghe thấy cái này. Và cái việc đánh ở Nigeria chỉ có cái văn hóa là vào ngày sinh nhật thì sẽ đánh để khóc. Bởi vì người ta tin rằng là hành động đầu tiên mà con người làm khi mà ra đời là khóc. Có thể là lừa một cái gì đó, có thể là đánh. Em có coi là có một cái bộ tộc nào đó ở châu Phi là có một cái bãi than. Một bãi than lửa cháy hừng hực, họ chạy tới họ đá lửa xung quanh ra. Thưa em cũng đã từng xem một cái phóng sự về châu Phi á. Thấy là có đi trên lửa than. C đi. Thôi được rồi, C nha. Rồi, chốt đáp án đi ạ. Đó là C. C. Nhưng đây là một đáp án cũng chưa chính xác luôn. Kỳ vậy ta. Đáp án chính xác là ở bộ lạc Ibo tại Nigeria, một chàng trai để lấy cái cô vợ mà mình yêu đó thì họ phải trải qua việc bị đánh bằng gậy. Ôi thật đó. Ôi thật đó. Họ đó. Cả dòng họ gia đình của bên cô dâu á sẽ xếp thành một cái hàng dài. Sau đó thì chàng trai phải vượt qua được cái nghi lễ đó thì mới có cơ hội làm cái nghi thức đám cưới với cô dâu. Đi lấy vợ mệt quá. Leo 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 say nè. Gia đình cô dâu mà làm BT đó
đánh chắc chết quá. Trời ơi. Nhưng mà anh nghĩ là cái gậy cũng phải cái gậy gì đó thôi, chứ không phải là đánh bị đau. Xin lỗi nha, đến cả bố tôi á, mọi người có biết cái gậy mà người ta dùng để đánh con ngựa không, để nó chạy á? Bố của tôi dùng cái đấy để đánh tôi đấy. Dạ. Thế đấy là bố tôi á. Nói chi một người không hề quen biết một lượt con táo ấy. Sợ quá. Rồi hai đội không trả lời đúng cho nên không có điểm số gì cả. Và bây giờ sẽ đến với lượt chơi ngẫu nhiên của CJ. Quê rồi đó. Dũng cái đến nước mà em cố tránh từ đấy rồi. Là sợ Hàn Quốc nhất hả? Không phải là em không sợ. Bởi vì em tưởng là em sẽ trả lời được câu Nigeria được. Em tự tin lắm. Và em bảo trong đầu của em đã cái kiểu chắc chẳng có bao giờ chúng Hàn Quốc đâu, rồi mình sẽ chọn cái đất nước khác. Nghĩ là mình có lợi thế nhưng không, okay. Đây là một thách đố mới. Cùng khám phá những nét văn hóa trên khắp thế giới vào 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên VTV3.